Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Chúng ta tiếp tục đến với con game Mèo Xem ơi đừng sợ nhé. Hôm nay thì mình đã sở hữu được vị tướng Triệu Vân rồi anh em ạ. Đây là vị tướng khá là mạnh với đòn đánh có khả năng gây giảm lượng sát thương phá vân, 175% sát thương vật lý, 80% khả năng gây choáng kẻ địch nhá. Đây là tỷ lệ cực kỳ là cao khi mà chúng ta đi phụ bản, nếu như mà không có hiệu ứng khống chế thì sẽ rất là khó qua. Đấy, thế cho nên là khi mình lấy được Triệu Vân là bắt đầu thì yên tâm hơn đấy. Đây là mình có công tăng 15%, tốc độ đánh tăng 7% anh em nhé. Tiếp tục Mèo Linh Hộ Thể thành Long Mèo, khi bị thương có 20% khả năng né. Đấy, được quá nhỉ. Tiếp tục là một skill sát thương phạm vi nữa, khi đánh thường gây sát thương và 50% tấn công trực địch trong phạm vi, khá là ok. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp lên luôn nha anh em. Tí nữa xem đội hình đề cử cùng với cả Triệu Vân thì sẽ như thế nào nha. Đâu nhỉ? Đây, đội hình đề cử đây. Triệu Vân thì không có trong đội hình đề cử tân thủ, bởi vì là anh em biết sao, mình nạp 20k và bước sang ngày thứ 2 thì mình mới có thể là nhận được đấy, chứ không phải là nhận free đâu. Chính là Tào Tháo này có trong cốt, Quan Vũ có trong cốt này, nhưng mà Triệu Vân thì phải nạp thôi. Với cả nạp thì mình cũng có ngày đầu cũng nhận được cả Quan Vũ anh em nhé. Đề cử tăng bậc xem nào. Nâng bậc cái này. Nâng bậc là sẽ có Triệu Vân nha anh em. Thế là cũng được đấy chứ. Ok, thế thì mình sẽ ra trận nhanh luôn, chắc là thay thế một số em kiểu như là Lý Điển hay là Quan Bình hay là Hoàng Nguyễn Anh gì đó để nâng cấp cái đã anh em ạ. Tào Tháo đâu à? Triệu Vân đây. Bồi dưỡng lên luôn. Ok, đấy à, nâng được có lên level 53 thì anh em ơi. Được rồi, level bao nhiêu thì chơi tầm bấy nhiêu nha anh em. Chiến đấu cho thử Triệu Vân vào để anh em chiêm ngưỡng quả sức mạnh xem như thế nào nha. Chiêu mộ vô hạn, chiêu mộ Mèo 99 ải nữa thì sẽ mở khóa anh em nhé. Thôi đi khiêu chiến ải thử đã, xem tình hình như thế nào đây. Ấn ra trận nhanh phát để mình xem là nó ok la hơn hay không nha. Đây hiện tại là mình biết tại sao hôm qua mình ra trận thì có 5 em rồi. Khi mà mình nâng cấp được cái phần đây này, Mèo Hồn đây này. Đấy, thì mình sẽ có thể là ra trận được thêm. Tối đa mình có thể ra trận được 7 vị tướng anh em ạ. Chiến đấu nha. Khiêu chiến này luôn. Ok, chắc là bỏ vị tướng này đi vì chỉ có 4 sao thôi anh em ạ. Ra trận nhanh. Nó thay cho Hoàng Nguyệt Anh anh em nhé. Nếu như ra trận nhanh nó vẫn để Lý Điển nữa đâu, nó thay cho Hoàng Nguyệt Anh anh em ơi. Ok, thôi được. Nó đã đề cử như thế rồi, chắc là nó cũng có lý do, nó lực chiến nó sẽ tăng lên nhiều hơn đấy. Chiến nó thử thế nào. X2. Úi già. Triệu Vân. Đây là Triệu Vân phen nó anh em ạ. Vãi cả trưởng, mình giật cả mình tưởng là Triệu Vân có khả năng phân thân. Holy shit. Thắng này anh em này. Ngon lành ngay. Khiêu chiến này thêm phát nữa xem như thế nào nha. Bỏ nhưng mà pha vừa rồi là mình quên mất. Hiện tại là mình có thể mở cái tốc độ X3 anh em nhé. Ồ, thốn chưa. Quạt như quạt trả luôn anh em ạ. Nhưng mà hiện tại thì Quan Vũ của mình level cao quá, cho nên là vẫn kia là MVP thôi. Ui, nhiều sự kiện nhận quá anh em ơi. Hôm qua chưa kịp nhận này. Chiêu mộ Mèo. Nào, bây giờ đi vừa này thử xem nào. Cao nhất chiêu mộ Mèo tướng đến từ chất 7. Ái chà chà, là hết xem nào. Hạ Hầu Uyên này. Làm mới phát xem như thế nào nha anh em. Bởi vì đây Hạ Hầu Uyên thì mình không khoái lắm. Lập hết. Rồi luôn. Lại tiếp tục là giả hổ à. Cóc cần nha. Lật nhanh xem nào. Văn Sú thì cũng thôi luôn. Lật hết xem nào. Lữ Mông ở bên phải Ngô đúng không. Từ Thứ bên phải Thục này. Mạnh Hoạch. Khó nghĩ nhỉ. Làm mới phát xem nào. Biết đâu ra thêm em Triệu Vân thì sao. Ôi rồi ôi, phải quần này. Làm mới tiếp.
Cái này là chiêu mộ bao giờ ưng ý thôi anh em nhé. Xuân Úc này, lật nhanh ô công tôn toàn này, hai vị tướng cam là Lưu Thiện này. Ô ai đây thục? Ơ đây có phải là Triệu Vân nhờ anh em nhở? Ủa ai đây, tôi nhìn lạ thế nhở. Tư chất 7 luôn này anh em ơi, căng dữ. Để mình ra xem nào. Mèo tướng. Ồ đúng Triệu Vân thật này, tư chất 7, đấy chính là Triệu Vân đấy. Thế thì mình sẽ lấy luôn anh em nhá. Ủa đây rồi, bây giờ mình sẽ quay lại để mình nhận luôn nhá. Đây là Triệu Vân đấy anh em ơi. Hiển thị ngài muốn nhận. Ôi, chỉ nhận xác nhận luôn chứ cái gì nữa. Mèo tướng đâu? Có Triệu Vân chưa? Có thêm Triệu Vân chưa? Có thêm Triệu Vân đây rồi. Thế này thì mình sẽ đi tăng sao thôi anh em ơi. Có thêm vị tướng phe thục nữa, không biết là có đủ phôi phe thục hay không anh em nhé. Wow, đây rồi. À, đủ này. Lưu Thiện, Lưu Bị, Khương Duy, Hoàng Trung, toàn mấy em tướng mình có thể là đi nâng cấp được hết. Hợp thành luôn. Rồi, tăng thêm một sao là chỉ số nó khá là ổn nha. Đây, nếu như ở giai đoạn đầu á, anh em là tân thủ đúng không? Thì cứ follow theo cái này nha. Cái miêu hồn này thì nâng cấp được lên thì chúng ta sẽ ra trận được nhiều vị tướng. Cũng như là chúng ta sẽ nhận được những cái phần quà bổng lộc ngày này anh em này. Đấy, rất chỉ là ok luôn. Vừa ải chương 7 này, tích lũy khiêu chiến bá cửu châu 5 lần này. Vượt ải tháp miêu tầng 10 này. Đi cái này trước. Cứ vượt ải cái đã. Lên cấp thì có thể là vào bang rồi đó. Hôm qua chưa kịp vào bang anh em ơi. Sự kiện mới có cái gì đây? Wow, nhiều thế. Vượt ải chạm tướng. Ơ bình tĩnh. À rồi ok. Đấy, 200 lượt free nữa anh em ạ. Cứ bình tĩnh nha. Bây giờ thì đi vượt ải trước đã. Wow, nhìn chung là anh em nào mà đam mê Tam Quốc cũng như là mèo chơi tựa game này là cũng thấy mình cuốn phết anh em ạ. Mình qua mình chơi một thời gian thấy được ghê. Làm chơi cùng bọn suốt. Hợp lý luôn. Múc. Khỏe chưa? Hay sao đấy? Tí nâng cấp cho Triệu Vân tí nhỉ? Xem mình đấm như thế nào. Triệu Vân nghe vẻ là xịn hơn con Vũ đấy. Chút mình xịt luôn. May quá là đây như mình thấy là vượt ải không thấy có cần phải vượt ải đủ sao số. Thì ví dụ như 1, 2 sao, 3 sao gì đấy. Cứ thắng là được. Nên là anh em cứ có bao nhiêu tướng mạnh vứt tất vào trong đội hình nha. Đi vượt ải cho nó sướng. Xem có tài nguyên để nâng cấp không nào. Triệu Vân. Đây rồi, may quá. Đột phá thêm một bằng nữa, mở thêm skill khá là ngon. Rồi, 80. Lên được 100 không? 95 rồi. Đây rồi. Đủ để tăng bậc luôn này. Game là dễ. Ok, hết mất cái đá kia rồi. Cá gì nhỉ? Cái này nó gọi là su cá. Ok. Có mèo tử trang bị mang nhanh. HP à? Không có nào liên quan đến công anh em ạ. Đấy, cầu phúc xem nào. 132 lượt. Rồi. Khá đấy. Khả năng cao hôm nay mình có thể lắc được cái phẩm cam rồi anh em ơi. Đây, tích lũy điểm trên này luôn anh em nhá. Còn lại 72 cái vé lục. Ok luôn. Ui dồi ôi. Đây này, nhiều su cá phết anh em ạ. Đó. Tám lần nữa. Kết thúc luôn. Rồi, 7 lần. À, thế được 2 lần anh em ạ. Chíu. Ui à, cái gì đây? Cái này là đan tăng một thủ cưỡi luôn. Ừ, ngon nhỉ. Ui, cái gì đấy? Điểm gì này? À, cái này là... Trời ạ, nhìn nó vẫn chưa quen giao diện. Tưởng cái gì hóa ra là cái thẻ... Ai, cầu phúc. Ô. Nhưng mà chưa một con nhiều điểm thì chúng ta sẽ tích lũy lại và được rất là nhiều cái cầu phúc mới trên này nha. 7 lần này.
Đấy, lại có thêm cái nữa rồi. Đấy. 4 lần, có thêm cái cam nữa này. 50 cam xem nào. Ui thôi. Không xem nó là cái gì cay. Rồi hết đấy anh em ơi, tạm tạm như vậy cái đã. Chiến đấu online nhận thêm lệnh này. À đúng rồi, xem có vé chưa mộ không này hôm nay nhỉ. Đây rồi, có 16 vé chưa mộ phát. Rồi bằng thống anh em ạ. Thôi được, cũng làm phôi bên phép thuộc là ok rồi. Chiêu mộ thường, chiêu mộ hảo hữu này, không linh cầu là cái gì đây, thế lực thuộc nha, hay là thần ma nhỉ, kiểu gì về sau chúng ta cần phải thần ma, nếu như mà chơi thuộc thì nó lãng phí quá, nên là mình sẽ chơi một thần ma. Ôi dồi ôi, nhưng mà có mỗi một vé này tích lũy thêm anh em nhá, để khi nào mà nhiều vé hơn tí thì lại tiếp tục xả thôi. Còn chúc anh em chơi game vui vẻ nhá, video này của mình tạm dừng đến đây thôi.